Hôm nay á, thì em với bé Minh chuẩn bị cái bọc á, để đi vô trong trại á, đi hái đậu đũa để mà đi bán nha. Trồng cái giống đậu đũa này thì nó khỏe ăn cái là mình khỏi làm vàng á. Em một trái quá trời dài luôn nè. Đây trái nhiều quá. Ôi ơi, trên đây có con trái bự lắm, cô chú anh chị ơi coi nè. Wow, trái này quá bự luôn. Hai trái luôn. Ôi ơi, Kiện Minh cầm dữ quá ta, được nửa túi luôn. Ừ, nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau. Wow, đây nè. Được đầy một mẹt đầy luôn. 5.000 tiền Hàn Quốc nha. Tầm khoảng... Xin chào. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube của em nha. Hôm nay thì em với bé Minh chuẩn bị cái bọc để đi vô trong trại đi hái đậu đũa để mà đi bán nha cô chú anh chị. Mấy anh chị người Myanmar lại điện thoại cho em kêu hái đậu đũa bán, cho nên bây giờ hai mẹ con em đi hái. Sáng sớm là bé Minh nó gọt con trái dưa hoàng kim nó ăn ngay nè. Em cái túi vải này để mà đựng đậu đũa nha cô chú anh chị. Còn bây giờ thì mời cô chú anh chị mình đi hái đậu đũa với hai mẹ con em nha. Ừ, đi lần đó đó, đúng rồi. Bây giờ đi thôi, đi. Đây. Tới này cô chú anh chị. Đó, bây giờ hai mẹ con vô tới trong trại này cô chú anh chị. Tại bây giờ bên hàng á, trời nắng dữ lắm, nắng luôn. Cho nên ông xã em sụp cái màn phủ xuống rồi nè. Nó hơi tối nhưng mà nó sẽ mát nha. Quà wow, trái nhiều quá kìa Minh ơi, đi hái trái. Hôm nay đậu đũa quá trời nhiều trái cô chú anh chị ơi. Đi hái nè Minh ơi, đi. Đây. Lựa trái nào bự thì mình hái nha. Đây. À. Đây nó nè, nó nằm đụng đất luôn á. Trồng cái giống đậu đũa này thì nó khỏe ăn cái là mình khỏi làm vàng á. Nó cứ bò dưới đất vậy nè, lúc mình đi hái cũng dễ nữa. Nó không có chiếm nhiều diện tích á. Đây, được một nắm luôn. Wow, đây có mấy trái này bự bự không à. Ôi nè, cái trái này tốt, nó dài cho cô chú anh chị. Đây nữa nè. Wow. Đây nữa nè, nó đụng đất luôn. Nó nằm dưới đất luôn á. Đây nữa. Không biết. Đã quá. Wow, trong đây nữa nè. Mình phải dòm kỹ kỹ á. Tại vì có mấy cái bụi ớt á, cho nên là nó bị gập. Dòm không kỹ là nó sót á. Cũng không sao, nếu như nó sót á thì nó già mình để giống luôn. Chưa đâu, còn nhiều lắm mà, chưa xong đâu. Con ngồi đăng đi. Minh hỏi rồi xong rồi chưa? Rồi xong rồi chưa? Chưa xong đâu, con ngồi đó con ăn đi. Minh nó mê ăn cái trái dưa hoàng kim lắm. Cho nên nhà lâu lâu lại mua một thùng với đó để cho nó ăn. Rồi xong rồi đó, đi qua bên kia. Xong một bên nữa đó cô chú anh chị. Bây giờ đi ra đi qua bên kia hái. Đi. Nguyên cái chùm này nhiều quá cô chú anh chị. Nguyên cái chùm này trái bự bự không à. Nè, hái được hết trơn luôn. Ừ, trái bự quá. Đây nè, nó cũng dài dài lắm luôn á, chứ nó không có ngắn đâu nha. Nhưng mà đậu đũa cây á, nó khác với đậu đũa bò vàng. Một điều á là đậu đũa này á, nó màu trắng nha cô chú anh chị. Cảm giác như là mình ăn nó lai giữa đậu que và đậu đũa vậy đó. Nếu như cái loại đậu đũa xanh á, thì nó sẽ bị dai đúng không? Còn cái này nó không có dai cô chú anh chị. Nó bùi mà ăn ngon lắm kìa. Nhà em chỉ thích trồng cái loại này thôi, chứ không có thích trồng cái loại bò vàng đâu. Trồng cái loại đậu đũa cây này nè cô chú anh chị. Đó. Hái nó dễ nè, với nó nhiều trái nữa. Nè bỏ vô đây nha. Rồi Minh cầm cái này được không? Cầm gì nha? Cầm được không? Cầm được không? Cầm được. Cầm được không? Em cầm được. Không cầm được đâu, đi đây cho mẹ cầm. Rồi đi. Đây là kia trái nhiều quá kìa, đi hái đi. Đi đi lại phía trước nghe cô chú anh chị, phía trước trái nhiều quá luôn. Đây. Trái bự này. Đây nữa. Trái này nó bị già nè cô chú anh chị thấy chưa? Trái gì nó bị già nè, là mình sẽ để giống. Đây một trái quá trời dài luôn nè. Đi. Đây có một chùm hai trái to lắm nè. Đi. Đi phía trước đi, ra phía trước đi con. Đi. Minh nó phái đi theo mẹ hái. Để mẹ hái đi. Nắm tay nhau sao được, mẹ mắc hái vậy mà sao nắm tay nhau được. Minh nó kêu nắm tay nhau, đi. Wow, có trái này bự quá Minh ơi.
Cái này nè Minh hái được không? Minh hái đi. Hái cái trái này đúng rồi, Minh hái coi. Ôi, trời ơi, Minh hái giỏi quá, gãy luôn cái cây rồi. Đưa đây cho mẹ. Minh hái giỏi quá ta, cảm ơn nha. Minh hái giỏi quá, mẹ sợ Minh luôn à. Không, mẹ nói Minh hái giỏi quá mà. Đi. Ở kia ông có tả tao luôn á mà. À, đúng rồi, mẹ không có sợ, nó nằm thấy cưng quá, đi tránh nó ra. Trời ơi, con mèo nè. Con mèo nó thấy bé Minh đi đâu rồi, đi theo vậy đó cô chú anh chị. Đó, thấy cưng ghê chưa. Minh nó mê mèo lắm. Sáng nào Minh nó cũng cho ăn hết á, cho nên là con mèo nó theo với Minh vậy đó. Trời ơi, con nó ngồi nó chơi với con mèo kìa. Rồi đi. Con mèo ở đi ha. Ừ, con mèo ở đó đi ha. Đi. Nằm xuống, con mèo xuống kìa. Nằm xuống đi nha. Wow, cái này trái bự quá. Wow, đây có trái bự quá, nhiều trái quá. Đây trái nhiều quá, hái nhiều quá. Hái bây hái kiếm bán kiếm tiền mua bánh cho Minh ăn nha. Ừ, chịu không? Chịu. Ừ. Ôi ôi, trên đây có con trái bự lắm luôn cô chú anh chị ơi, coi nè. Wow, trái này quá bự luôn. Bự quá. Trái này quá bự luôn Minh ơi. Mẹ coi. Mẹ hái coi. Chuyện Minh có trái đậu đũa bự quá cô chú anh chị ơi, quá bự luôn. Rồi bỏ mọc nè. Nữa mình đem bán nha. Cảm ơn chị Min. Ừ, đó, nhiều quá. Nhiều quá. Ừ, hai trái bự nè. Rồi, cầm đi. Đi. Em mày bỏ vô, cho cầm nhiều thôi, bỏ vô. Ừ. Cái trái bự kìa, Min hái đi. Cái đó đó. Ừ, đúng rồi, trái đó hái đi. Đúng rồi, Min hái ra. Quá giỏi luôn. Đây cho mẹ, cảm ơn. Đi. Để mẹ kêu Minh hái nha, để tập cho Minh đi hái nha. Đi nữa nha. Hái hai trái luôn. Ừ, hái một trái nữa. Ôi rồi, bị đứt rồi. Bị đứt rồi nè. Hả? Ăn kia rồi mẹ. Ừ. Để mẹ hái cho. Ăn kia. Rồi, quá giỏi luôn. Chưa đây mẹ. Bỏ vô. Bỏ vô đi. Wow, rồi đi kìa. Ở trên đây nó có hai trái nè. Nó bò dây lên, cô chú anh chị thấy chưa? Wow. Ôi, Minh giật. Ôi, giật. Ôi, đứt luôn. Minh nó giật kìa. Ôi, đứt luôn. Đứt dây luôn. Đây, đưa cho mẹ. Quá, mẹ. Aki hái trái rồi mẹ. Ừ, Aki hái trái rồi. Chuyện Minh nó xưng nó là Aki không à. Aki hái trái giỏi quá. Đi. Đi nữa. Minh nó xưng nó làm Aki không à cô chú anh chị. Aki tiếng Hàn Quốc á, có nghĩa là em bé đó. Minh nó xưng nó là em bé không à. Rồi nó cái này nè, Aki hái cái này nè. Mạnh lên. Ôi. Rồi đưa đây cho mẹ. Rồi đi. Cái đó nhỏ lắm, để lại đi, cái đó còn nhỏ đó. Còn nhỏ đi. Nhỏ lắm mà. Còn nhỏ thì để lại đi. Ừ, nhỏ lắm. Bự quá. Ừ, bự quá hái đi. Bự quá hái đi. Ừ, đưa đây. Ừ. Trái nó nhỏ lắm. Đúng rồi, hái đi. Ừ, quá giỏi. Có bự. Giỏi quá, cảm ơn. Có bự. Trái bự. Trái bự. Ừ, đi vô đây nè. Đây, trái nó nè mẹ. Trái này nè mẹ. Ừ. Ừ, quá giỏi. Thấy chưa? Nó bò lên nè. Có vài cây nó cũng bò. Đây nè. Trái bự ghê chưa? Đây một chùm nữa nè. Xình không đó mẹ. Xình không đó hả? Không sao đó. Trái này nó dài ghê chưa? Nó tốt quá là nó dài lắm. Đây. Dài lon, dài thằng lon luôn. Rồi đây, hai trái. Ơi. Ăn trái xíu. Rồi xong rồi, đi đi lại lên trước đi. Đi dưới đây nè, đi xuống dưới đây nè, đi đâu có xịn đâu. Rồi đi đi. Trái bự nè. Trái bự đó. Ôi con hái đứt cái chừng thấy không? Bị đứt rồi nè. Thôi đừng hái nữa, đây mày hái chưa? Đi ra đi. Hái đứt rồi, ba chửi con á. Ừ đi đi. Con hái, con đâu có biết hái đâu, con hái bị đứt á. Chơi đi 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 ăn trước đi đi chữa cái coi.
đi. Ừ đi. Đi đi. Đi đi, chờ cái cách. Con mèo đi theo mình đó. Mẹ. Ừ, mẹ thấy rồi đi. Ngoài nằm xuống đó mẹ. Ừ, con mèo đi theo mình nằm xuống rồi đó. Đi 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 phía trước này, đây con trai bự quá nè. Đi. Ở đây mẹ kiếm trái bự cho Min hái nha. Đi đi để mẹ kiếm trái bự cho Min hái. Đi ăn trước. Ừ. Ê, mày kiếm cái bự mà kêu Min hái nghe đó. Ok nè nè. Ừ được, hái đi, hái trái đó đi. Ơ rồi, coi chừng đứt dây á Min ơi. Thôi đứt nữa rồi thấy không. Thôi thôi con hái không được đây nè, rồi đứt dây nữa thấy không. Đây nè. Đó, thôi thôi đừng có hái, đi ra đi. Để cho mày hái cho. Con hái không biết hái con giật đứt không à. Thôi đừng hái nữa, à, ba đánh con chết luôn á. Ồ trái quá bự. Min hù quá nè. Con cầm đi, đừng hái đây mày hái cho. Cảm ơn em nè. Đang nghe đứng đây để mẹ quay phim. Cơm coi nè, trái dài dài không nè. Min nó đòi hái. Nó đòi hái mà nó không biết hái. Nó hái bị đứt giấy chưa. Đây nè, Min cầm đi. Cầm cho mẹ đi. Ừ, Min cầm nha. Em hái cho Min cầm nè. Cầm đi. Quá trời trái luôn. Nè, đây nó này cầm đi. Wow. Min cầm dở quá. Đây nữa nè. Ờ, để mẹ cho nhiều nhiều nữa nha. Đây nữa nè, ba trái luôn. Wow, nhiều dữ ta. Cảm ơn. Rồi con đưa cho cô chú anh chị coi coi. Đó, Kiện Min có nhiều trái cho cô chú anh chị ơi. Kiện Min cầm nè. Thấy Kiện Min giỏi không? Dạ. Hỏi đi, thấy Kiện Min giỏi không? Dạ. Giỏi hả? Trời, trả lời anh luôn. Rồi, bây giờ đi hái một chút nữa nghe. Còn ít nữa mình hái cho rồi luôn. Đi. Đây nữa nè. Đây mình hái cho con cầm. Nè, con cầm đi. Đó, cầm đó. Ui. Ôi, đi. Để mẹ hái cho con cầm nha. Rồi Min nó đi kìa, nó ôm đồ đũa nó đi rồi đó. À, đây nữa nè. Để mẹ hái cho Min cầm coi. Không nặng đâu mẹ ơi. Không nặng hả? Ừ, đâu có nặng đâu, có mấy trái mà nặng gì. Min giỏi lắm, không có nặng đâu. Ừ, đúng rồi, Min giỏi lắm. Ừ, Akikahimse nó đó, Min nó mạnh lắm. Đúng rồi, wow. Ở trên đây nè, trái bự bự không nè. Đúng rồi, Kiện Min là mạnh lắm. Ủa, có trái này nó bò vàng lên cao. Hổm gà hái đầu đũa này bán cũng tiền Việt Nam là được mấy triệu rồi đó cô chú anh chị ơi. Được 2 triệu rồi đó. Hái 2 lần hay 3 lần gì đó. À, được 2 triệu rồi đó. Đủ tiền, cũng có tiền cho Min ăn bánh nó đi siêu thị. Ngày nào nó cũng đi siêu thị hết trơn. Nó mua bánh, mua kẹo, mua đồ chơi. Đó, chịu khó trọng chút vậy đó mà có tiền cho Min mua bánh ăn. Đồ chơi á hả? Ừ, mua đồ chơi nữa. Đi siêu thị mua đồ chơi nữa. Đi ăn bánh nữa, đúng rồi, rồi con bỏ vô đây đi. Mẹ phành bao qua cho con mở vô, rồi con bỏ vô đi. Bỏ vô coi. Quá giỏi luôn, sao mà con giỏi dữ vậy trời. Ui, con nhầm nhẹ nhẹ thôi, nó cứ gãy á. Làm nhẹ nhẹ thôi nha, để nó gãy á con. Rồi, quá giỏi. Ui, cái cầm... Nặng lắm. Hai giá luôn. Ôi, ôi giật ra gãy luôn rồi, đứt luôn rồi. Rồi, con cầm này đem đi bỏ con bao đi. Phan. Rồi cầm hết đi. Ôm hết lên nè. Cái cô chừng rớt nha. Đó, đem đi bỏ một túi rồi đó. Rớt một cái rồi để mẹ lụm cho đi đi. Đi đi. Rớt. Đó, thấy Kiện Min giỏi cho cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình xem được video này nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho hai mẹ con bé Min nha. Min nó tiếp mẹ nó giỏi lắm đó. Bán để kiếm tiền mua bánh ăn mà. Đúng rồi, bỏ trong cái túi đó đó. Bỏ vô trong cái túi này nè. Để nữa mình đem về nhà bà ngoại cái mình căng ra. Ừ, bỏ vô chưa. Bỏ nhẹ nhẹ thôi nha, nó gãy á. Ôi nhiều quá. Ôi được nhiều quá ta.
Ôi, Kỳ Minh cầm dữ quá ta, được nửa túi luôn. Qua wow, Kỳ Minh cầm dữ quá cô chú anh chị ơi, được đại túi luôn rồi, nặng không? Không nặng. Không nặng hả? Thôi đưa đây mẹ cầm cho nặng lắm. Đi. Tay nào? Nắm tay nhau nè. Nắm tay nhau. Nắm tay nào? Quá giỏi. Nắm tay nào? Ừ, nắm tay nhau đi. Nắm tay nào? Rồi, đi. À, sát bên nhà cô chú anh chị, bước bước qua đường lộ là tới cái chạy đó. Đây, cái chạy mình đây nè. Cái này là mình đi đường tắt nha. Còn đi qua theo mấy đường thường thường em hay đi đó, đi tú, đi vòng qua đó là mình đi đường vòng. Rồi, ngồi xuống. Rồi, giờ đi lên ngoài nha. Bây giờ mình đổ đậu rửa của mình ra để căng rồi vô bọc bán nha. Bọc như vậy là mình bán 5.000, 5.000. Cho người ta dễ ăn á. Mình hái dữ lắm, hái luôn nè. Dạ. Và đây nè. Được đầy một mẹt này luôn. Bây giờ mình căng ra coi thử ra được mấy bịch nha. Đây. Như đây nè cô chú anh chị, xay là 600 g á là mình sẽ bán 5.000. 5.000 tiền Hàn Quốc nha. Tầm khoảng 90.000 tiền Việt Nam á. Thường thường á là người ta bán 1 ký 10.000, nửa ký 5.000, nhưng mà tại của mình á, cây già lá vườn cho nên mình cho thêm 100 g là 600 g. Một bịch nữa là được 2 bịch. Được 2 bịch rồi nè cô chú chị. Đúng rồi. Là được 3 bịch. Vậy là hôm nay mình được tổng cộng 3 bịch nha cô chú chị. Còn dư gan ít để nữa mình xào ăn. Đầu mùa giờ chứ chưa có ăn miếng nào luôn á, bán không à. Thôi để hái cho mẹ cho ăn cái chả mẹ, thôi thôi đi bán đi con ơi. Mình có đồ ăn hết trơn à. Này. Thành quả của mình nè cô chú anh chị, được 3 bịch. 3 bịch này là bán được 15.000 tiền Hàn, là tầm khoảng 9327 270-280.000 tiền Việt Nam nha cô chú anh chị. Cũng có tiền cho bé Minh mua bánh ăn không thôi, mua đồ chơi. Còn dương như đây nè. Đó, hồi em sẽ lặt ra rồi mình xào ăn được dĩa đó cô chú anh chị. Vậy em cũng xin kết thúc video ngày hôm nay ở đây nha cô chú anh chị ơi. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video cho gia đình em nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo nha. Bye bye.